Em anh chủ ô tô Quốc Hùng Linh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin phép lên sóng cho anh chị và các bạn về một con Hyundai i10. Hyundai i10 anh chị nhá. Một dòng xe rất nhỏ gọn và rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Anh chị nào mua về đi lại loanh quanh phố phường thì quá tuyệt vời luôn. Con này thì được sản xuất năm 2016 nhưng 2017 mới lăn bánh xuống đường. Thế coi như là 2017 luôn. 2017 đến giờ thì em đi rất là ít. Số tự động nhá, bản số tự động máy 1.2, bản đủ nhá anh chị nhá. Bản đủ thì gồm có chìa khóa thông minh, đề lộ start stop, na răng đúc 4 bánh, xi nhan tích hợp trên gương, phanh ABS, túi khí, tất cả các trang thiết bị gương kính chỉnh điện đầy đủ hết bên trong xe. Thì em sẽ cho anh chị xem về nội thất bên trong. Còn hiện tại em đang đi một vòng cho anh chị xem về form dáng cũng như sơn xi của nó đây. Form dáng anh chị yên tâm thì xe không tai nạn, không ngập nước, cam kết với anh chị luôn. Thế nên là rất là cân đối. Còn sơn xi thì bóng bẩy. Hiện tại thì xe này thì xuất sát thì bên em về cũng đã mông má lại và sơn tỉa lại rồi. Chứ để bỏ xe cũ mà không sơn, không xuất sát thì không tránh được anh chị nhá. Còn lại không tai nạn, không đâm va lặng lè hay là biến dạng cái cấu kết của cái cấu trúc của xe. Con này đăng kiểm cực kỳ dài luôn. Đến tận tháng 6 năm 2024, tức là 1 năm rưỡi nữa cơ. Đấy, rất là lâu anh chị nhá. Đấy, biển thì biển Đà Nẵng 43A25439. Đà Nẵng là một lời thành phố đáng sống nhất của Việt Nam đấy, rất sạch sẽ. Hiện tại con này bên em đang chào bán với giá là 329 triệu đồng, hỗ trợ báo rút hồ sơ cho khách hàng, bớt chút xăng xe lọc láng như đi lại cho anh chị. Và anh chị là quan tâm alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414. Và ai đến với thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nơi gắn liền hai địa danh chùa Yên Tử và chùa Ba Vàng, để có thể trực tiếp xem xe cũng như đi thử nó và rước em nó về thôi. Xe thì chỉ là bàn về giá thôi, còn chất xe cực kỳ đẹp anh chị nhá. Cam kết hết gì hết cho anh chị. Đây là răng phay của nó, có xuất sát vài đôi chỗ đây. Lốp lai còn khá mới, 85% lốp nữa nha, lốp khá là dày luôn. Rất là dày và đẹp. Lốp 2022 luôn, đế lốp nha. Đây về cua lốp thì rất là tròn trịa, không bục không rách. Sắt xi thì cực rất là đẹp. Không có quen gì chứ đừng nói mục mọt như thế nha. Đây là phần sàn gầm. Gầm đây cũng cam kết luôn, sắt xi không han không mục. Và gầm bệ rất là khô ráo, không gì dầu gì mỡ nha. Đây quay thực tế cho anh chị nhìn đây. Cua lốp sau cũng vậy, khá đẹp, lốp lác 85%, lốp 85-90 ấy. Trông hơi bẩn bẩn thôi chứ nó rất là mới, 2022. Bản này là bản chìa khóa thông minh nhá. Smart key cũng bấm bên cửa này. Đây tắp bi cánh cửa lái thì trang bị đầy đủ tất cả các thứ luôn. 4 kính chỉnh điện, khóa kính, khóa cửa đầy đủ này anh chị này. Gương chỉnh điện cục xòe nhá, không thiếu gì. Đấy. Nội thất trong xe thì chân sàn thì nguyên bản, được bọc thảm 5D, lót rối. Tem mác đầy đủ, ốc ác nguyên ai nguyên kiện nguyên zin. Ghế nguyên bản theo xe. Bên cạnh là da, bên trong là lý. Và rất là sạch sẽ, không bị rách dưới nhăn nheo nhá. Vô lăng 3 chấu tích hợp còi, túi khí và các chế độ rảnh tay. Vô lăng thì rất là sạch sẽ và đẹp, không có sứt, không có sờn nha. Đấy. Chìa khóa thông minh đây, hai chìa khóa đủ nha, đủ cả hai chìa anh chị nha, đủ luôn hai chìa. Đài lộ start top ok đã lộ rồi. Đây là tất cả chế độ đèn báo của nó. Xe chạy 5.6 anh chị nha. Đấy. Chạy cực ít luôn, 5.6, đâm ra là chất lốp còn rất là đẹp. Tắp lồng trước này sạch sẽ thì tuyệt vời. Túi khí phiên bản 2 túi khí nha. Con này được trang bị thêm một quả màn hình Android siêu to khổng lồ và sẽ tích hợp với cam lùi siêu LED, điều hòa. Tất cả các chi tiết của nó rất là sạch sẽ và đẹp. Tay lắm cần số này rất là mới nha, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Yên ngựa, những cái chi tiết nhựa này, phanh tay nữa rất là đẹp luôn. Đấy. Rất đẹp, rất sạch sẽ. Chân đi nguyên bản theo xe. Rất sạch nha anh chị nhá. Con này em cũng cảm thấy là chủ xe họ đi họ rất là giữ gìn. Đấy. Đi bắt đầu từ năm 2017 đến giờ.
hết 5 năm rồi, sang năm thứ 6 rồi. Nhưng mà cái chất lượng xe và cái độ giữ gìn của chủ nhân thì rất là cẩn thận. Ốc ác mọi thứ nguyên zin nhé, đít cốp, đít kiếc là nguyên zin luôn. Cam kết với anh chị ạ. Tất cả chiếc còn rất là sáng, bóng và đẹp. Cốp sedan thì hơi ngắn một chút anh chị nha. Ngắn một chút sạch sẽ. Thế này là lốp sơ cua. Đây, lốp sơ cua nhìn thế này thì em đang có cảm giác rằng là nó chưa được hạ lần nào anh chị. Chưa được hạ lần nào. Lốp vẫn mới cóng luôn. Đấy. Lốp mới nguyên anh chị nha. Đây sàn đó này. Cái sàn xe này sáng bóng cực kỳ, tất cả các đồ dùng kích nốt, đồ sửa chữa còn nguyên, không bị mất một chút nào cả. Tiến tới về phần lắp capo và máy móc. Máy móc thì hiện tại đang nổ như cho thở, thì thà thì thầm, máy rất là êm anh chị nha. Đây. Máy 1.2 này, Hyundai 1.2, cam kết anh chị rằng máy móc mọi thứ nguyên zin và rất là sạch sẽ, không có gì dầu gì mỡ gì nhá, không gì dầu gì mỡ gì. Không có chút gì dầu gì mỡ gì. Zin hết, không đâm vàng biến dạng như cà bù hay là hay là keo chỉ còn nguyên. Đấy, rất đẹp. Đấy. Với con xe này, bên em cam kết với khách hàng rằng xe không ngập nước, không tai nạn, máy số nguyên zin, keo chỉ không mất một phân. Hyundai 10 sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu 2017, mang biển số Đà Nẵng, mang nước sơn trắng tinh, máy 1.2 số động. Bên em đang chào bán với giá là 329 triệu đồng, hỗ trợ bảo rút hồ sơ cho khách hàng, bớt chút xăng xe lọc láng như đi lại cho anh chị. Và anh chị là quan tâm, mai alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414, và đến với thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để có thể trực tiếp xem xe. Rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em trong thời gian qua. Anh chị nào mới xem video này của em lần đầu tiên, hãy nhớ ủng hộ em bằng một nút đăng ký kênh để em có thể đưa tới cho anh chị tại mọi miền tổ quốc tất cả những mẫu xe về bên em, cho anh chị lựa chọn anh chị nhá. Dạ vâng, em xin phép dừng video ở đây. Hẹn anh chị tại video khác về những con xe khác chất lượng hơn. Xin cảm ơn em ạ.